Ok anh em, và chào mừng em quay trở lại với kênh của Rock F2P nha. Video này thì hơi đặc biệt một chút khi mà cái thành phố của tôi xuất hiện ngay cạnh thành phố này đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review một thành viên tới từ Kingdom 2755 nha anh em. Tôi thấy ông này là hơi nhiều tài nguyên đấy, mà lúa thì hơi lệch, có lẽ là nên thu phí lấy khoảng một bê lúa cho nó đẹp anh em nhờ. Kiểu từ bên này chuyển sang bên này nó không mất thời gian mấy ấy. Đó, cái nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên là CT Hiếu Huy nha. Về cái nick này thì ngày trước cái lúc mà bạn ấy tầm 100 mấy ngày tuổi ấy, thì mình có vào mình review rồi. Nói chung đã gần 1 năm trôi qua thì lúc đấy bạn mới chỉ mắc được con Mina thôi. Hiện tại thì đã 418 ngày tuổi và hồi mà gửi nick cho mình ấy là VIP 12, bây giờ lên VIP 15 rồi. Thật sức mạnh nó lên rất là nhiều nha anh em. 58 triệu pound và điểm tiêu diệt là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 với cái số ngày chơi này mình giá là nhiều nhá. Không phải là một big boss nhưng mà kill như vậy cũng ổn rồi. Đấy, T4 98 triệu và T5 thì mới 9 triệu 7 thôi. Đó, thông tin thêm này, sức mạnh tối đa 58 triệu, chết 3 triệu 9, thu thập tài nguyên 7 tỷ 9 và hỗ trợ tài nguyên 4 tỷ 3. Lát nữa mình chuyển một bê lúa lên 5 tỷ 3 là hợp lý rồi. Đó thì hôm nay bạn có nhờ mình vào ấy là để quay con Nevsky nha. Bây giờ Nevsky nó kiểu thành quốc tướng của mọi ông chinh phạt đấy. Hôm qua hôm kia có cái vòng quay Nevsky một phát là bắt đầu anh em hú hét lên kêu là quay vòng quay Nevsky. Nên là hôm nay mình sẽ quay nha anh em. Đó, về cái nick này thì bạn sẽ quyết định đó là chỉ quay 10 tượng, sau đó triệu hồi và mắc thôi. Nên bây giờ mình sẽ quay lấy 10 tượng nha. Nó nhân phẩm thì có lẽ là 10 vòng là đủ luôn đấy, nhưng mà không biết là hôm nay quay thế nào đấy. Đấy, sau vàng phát đầu tiên này. Đợt này chung là vòng quay kỵ nhiều anh em gửi mình lắm, nhưng mà số lượng vào quay được thật sự với anh em được là có hạn anh em ạ. Một tượng Nevsky ngon này, kiểu không thể nào mà quay hết được ý. Ok, một phát X8 là đẹp luôn. X1 nhưng mà là X1 chọc vàng à. X8 nào. Hai chọc vàng cũng được anh em, thêm một phát X5 nữa đi. Đó, mục tiêu của mình là lấy đủ 10 chọc con Nevsky rồi thôi. Hợp lý này, đá này, lúa này, tăng tốc nghiên cứu à, sao vàng. Ui, ông này quay đen thật sự ấy. Thế phát X5 nữa nào, không có lý nào mà lại không đủ 5 tượng Nevsky nhở. Tại vì múc 10 là được 5 tượng rồi. Ok, lại một chọc vàng chung này, không cho chọc Nevsky nhở. Ô kìa, toàn tăng tốc với chọc chung anh em ạ. Mình cầm một phát X8 Nevsky là đẹp, không có cho vài phát X1 định được. Ngon này, một phát X1 với hồi đầu một phát nữa, như vậy là hai tượng Nevsky rồi. Ba tượng này rồi xong này, phải X8 mới đủ quá. Ok, ba tượng Nevsky rồi anh em. X5 nữa này, quay đủ 10 tượng, cứ nói thế đâu có dễ đâu bạn. Ui, suýt nữa thì vào X8 kìa. Hai sao vàng này, bốn tượng này, một tượng nữa nào. Yes, đủ luôn anh em. Ngon, dư luôn đấy chứ. Ok, như vậy là mình đã quay đủ tượng Nevsky để triệu hồi các bạn. Đây, mình sẽ nhận ở đây là 5 tượng. Chỗ này 5 chọc vàng chung nữa. Đó, như vậy là đủ 10 tượng Nevsky nha. Tài nguyên thì nhiều mà game thì hơi ít. Như vậy là đã đủ 11 tượng Nevsky anh em, và mình sẽ triệu hồi nha. Và bây giờ mình sẽ mắc Nevsky nha các bạn. Đó, để mắc con tướng này thì mình sẽ tiếp tục áp dụng một cái mẹo nữa, đó là mẹo level 10 boost skill. Một cái mẹo mình nghĩ là rất là cần thiết luôn. Đấy, tuy nhiên thì có nhiều ông, các ông không cảm nhận được đâu, đơn giản là vì các ông chơi qua giai đoạn đấy lâu rồi. Mình sẽ nâng làm sao cho nó lên 1 sao và 80%, sau đấy dùng 4 sao lớn và 2 sao vừa thì nó sẽ có tỷ lệ lên 4 chiêu nha anh em, thay vì bình thường các bạn chỉ lên được 3 chiêu thôi. Ok, đó, thấy chưa? Ngon luôn, 60% mà. Như vậy là mình đã có Nevsky. Đó, về tướng tá thì hiện nay bạn đã có cho mình đó là SCPO Max Skill rồi này. Và có ở đây là 6 món cam nha, cái áo và cái quần có talent. Ở đây thì bạn quyết định mặc là 3 món lẻ và 3 món bộ ạ. Tại sao không mặc là 4 món theo set nhở? 3 món lẻ này thì kiểu phí quá. Lấy thêm một cái dòng tốc độ chạy đánh đầu cũng ngon. Quyết định là mắc cả Saladin luôn này. Và ở đây là 6 món cam nha, có cái quần nổ talent rồi. Saladin mắc thì thực ra thì thêm một cái chiêu chuyên môn ấy, các bạn cũng được thêm sát thương nha, chứ không phải là Saladin mắc là không mạnh hơn so với Saladin 5551 đâu anh em. Chẳng qua là cái việc mà mắc các bạn sẽ tốn thêm nhiều tượng so với cái sức mạnh mà các bạn nhận thêm ấy. Có Minamoto này, bạn có mắc skill hơi thở có tiền thức thứ nhất rồi. Đấy, con này hồi mới chơi là ông đã mắc rồi nha, ông này cũng có nạp tiền đấy anh em. CM của bạn cũng mắc skill này.
AE mắc. Đó, Alexander mắc. Có cả Di Song Di luôn. Di Song Di thì ở đây kéo 762 triệu điểm là không nhiều lắm. Có Richard này 5541. Tào Tháo 5451. Có cả Constantine 5311 luôn. Wow. Sơn Đế Ốc gần mắc rồi, thiếu 2 siêu 4 nữa. Mẹt mét 5515. Tầm này mà mẹt mét 5515 là nhiều đấy. Không dồn chọc vào mà mẹt mét luôn mà có tới là 380 tượng mẹt mét. Khoảng 400 ngày tuổi. Không biết là ông có mua gói ngày không nữa. Ờ, như Elsie thì cũng 5524 này. Có lẽ là không mua gói ngày đâu anh em nhỉ. Kiểu 400 gần 500 ngày tuổi mở đấy chắc cũng bình thường. Ok, nói chung là mắc được ở đây là 1, 2, 3, 4 con tướng rồi các bạn. Và thêm con Z là 5, vậy con Nepki là 6 con sau khoảng gần 500 ngày chơi. Đó, về con Nepki thì lúc đầu mình định mắc cơ, tuy nhiên thì mình thấy ông để pass 2 ở đây. Phần thường để cho ông mắc cũng được các bạn. Mình cũng mở ra ông ấy là level 14 chiêu rồi. Và thực ra Nepki thì không sớm thì muộn, anh em cấp 60 thôi. Đó, mình làm cái mẹo đó là để cho những bạn nào mà ở giai đoạn mới chơi đúng không? Các bạn mới chơi khoảng tầm 3 tháng đổ xuống thì cái lượng sao vàng và sách kinh nghiệm để lên được cấp 40 để mở khóa 4 chiêu rất là khó đấy, thì anh em có thể áp dụng. Chứ không phải là nó không có tác dụng đâu anh em. Các bạn chơi lâu các bạn sẽ không thấy cái hiệu quả, nhưng mà mới chơi rất là quan trọng nhá. Và mình sẽ xem qua một chút mục đạo cụ đi để xem đồng binh của tôi đợt này đánh nhau như nào nào. Ui, điểm VIP nhiều nhá. Không biết là gần đây có nạp rương không, nhưng mà ở phía 2755 thì các boss cũng nạp rương cũng khá khá. Đây là cũng được hit rương ké các bạn. Ở tài nguyên thì nick này ở ngoài còn rất là nhiều rồi. Nó không thể nói là đủ để đánh hết kỳ KVK được, nhưng mà cũng nhiều nhá. Đây là một tăng tốc này. Ok, tăng tốc này là dư sức đánh KVK rồi anh em. 5000 cái là tốc 60 phút cơ mà. Nó tăng tốc rất nhiều nhá. Mục tăng mạnh này. Mở rộng đội quân nâng cao 25 cái, phòng thủ 10%, 10 cái, dư xăng đánh luôn này. Thiết bị. Thiết bị thì ở đây chúng ta có là 1 này, 5 này, 9 này, 10 này, 14 món cam nha anh em. Và nổ được 3 món. Wow. Ông này cũng đánh bộ kỵ nha anh em. Đánh bộ kỵ cũng được. Thật ra thì bộ kỵ thì có cái là kỵ nó chạy hơi nhanh ấy, thì mấy con bộ sẽ đi đến sau. Dưới này thì có thêm gỗ mùn huyền thoại 8 cái này, mối quan sát huyền thoại. Vũ trang, 234 cái vũ trang trên 2000 cái. Xem qua một số cái nào ngon không này. Đây là vũ trang của CM. Wow. Tính ra có mỗi 2 dòng bộ thôi mà được 6,6% là cao chứ. Vũ trang Mina hơi lỏ này. Vũ trang Saladin cũng 2 dòng kỵ. Vũ trang CM 1 dòng bộ và một cái minh văn hào khí à. Trên 70% thịnh nộ, đội quân gây thêm 5% sát thương. Ấy, cái này ngon nhá. Có một cái vũ trang 2 dòng minh văn này. Cái này, ôi cái này cũng ngon này. Cái này mai mốt mà ra tẩy luyện này là quá ngon luôn. Mình đến hiện tại mình cũng chưa được một cái vũ trang cam nào mà có hai minh văn luôn ấy. Có cái đấy quá ngon các bạn. Bây giờ một vũ trang hai minh văn là quá ngon rồi. AP thì không nhiều lắm anh em. AP chỗ này thì mình cho đâu đấy khoảng tầm chắc khoảng hơn 200.000 AP thôi. Đó. Chọc vàng còn 746 chọc này, đủ để cho ông ấy đừng mắc con Nepski. Ok, xem qua một chút về những đạo đánh đồng nhá. Nhưng mà ở đây thì ông ấy cho 5 đạo đi farm hết rồi, thì mình sẽ xem ở trong cái mục chiến dịch. Đó, nhìn chung thì cái 2755 này là kingdom của mình luôn anh em. Nên là chắc mình cũng sẽ bỏ qua cái giai đoạn gọi là review về kingdom đi. Tại vì 2755 thật sự anh em và tôi sâu trong nhiều video lắm rồi. Sâu đi sâu lại chứ không có gì đúng không. Ở đây chúng ta có là con Saladin, Mehmet là một này. Đạo thứ hai là SCG. Đạo thứ ba là CM Alex. Đạo thứ tư là Salazi. Và đạo thứ năm là SC Mehmet à. Đó, nói chung là tướng mặt này khá là nhiều. Bây giờ mà nếu mà có con Nepski thì có thể bạn sẽ đánh là kiểu Nepki với lại Mehmet này đúng không? Saladin thì bạn có thể đánh là Salazi rồi SC Alex. Đó, CM đi với con khác cũng được, CM Tôn Tử, CM AE này đấy. Nếu đánh CM Alex map trình phạt thì thấy khá là yếu. Ok anh em, và video review account cũng như là quay con Nepki cho nick CT Hiếu Huy của mình đến là kết thúc rồi. Đấy, đáng ra tôi sẽ thu phí một bê lúa đấy, nhưng mà để tình để cho bạn đánh KVK nó nhiệt tình hơn. Đó, về cái Kingdom 2755 thì Kingdom của mình nó livestream rồi, những video về Kingdom mình ấy mình làm khá là nhiều rồi, hiện tại nó chưa có gì mới. Thì nếu mà vào map KVK thì mình sẽ show cho anh em xem và nói chi tiết hơn. Và mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi. Hy vọng các bạn có những giây phút giải trí xung quanh tựa game Rise Kingdom. Cũng như là chúc anh em quay vòng quay được nhiều tượng nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.